Xin chào mừng anh chị quay lại với kênh Thái Sơn Investment. Hôm nay thị trường chúng ta thấy là một cái phiên là vận động cũng với thanh khoản thấp và cái biến động thì nó cũng không có cao, đúng không? Biến động trong phiên từ vùng 1363 đến cái vùng là 1385, nhìn chung thì cũng biến động trong 20 điểm với khối lượng thấp, tức là một phiên này là một cái phiên gọi là cung cầu thăm dò, cũng bên mua thì cũng không có gọi là mua mạnh, mà bên bán thì cũng chưa có phải là lại bán tháo tiếp luôn, nên là cái phiên này thì nhìn chung là cũng không nói lên nhiều điều, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta thấy là kết hợp với cả một cái quá trình thì chúng ta thấy là đây một cái quá trình là Sơn nói là phục hồi lên, và Sơn cái khung này là cái vùng kháng cự, thì hiện tại thì nó gọi là đang quá trình phục hồi lên thôi, cũng chưa rõ cho một cái xu hướng là sẽ tăng tiếp hay là sẽ còn rơi, đúng không ạ? Thì chúng ta chủ yếu là chúng ta sẽ nhìn về, ví dụ ngày hôm qua là nhìn về cái bản chất của thị trường thì nó phải phản ánh lên là cái cổ phiếu, những cái dòng cổ phiếu, đúng không ạ? Thì hiện tại thì chúng ta thấy ngày hôm qua thì cũng chỉ là những cái cổ phiếu blue chip đấy, phục hồi mạnh nhất, những cái phiếu trụ như Vinhome, rồi những cổ phiếu như là Masan, MWG, P&G tăng trần, Gas, đúng không? Tăng rất mạnh. Thì riêng ngày hôm nay là Masan tiếp tục tăng mạnh. Thì Sơn nói là nếu mà anh chị full tiền ngày hôm qua, anh chị muốn mạo hiểm cái cơ hội giải ngân như đoạn này thì anh chị đánh vào những cổ phiếu như Masan là ok này, MWG ok này, đúng không ạ? Ngày hôm nay anh chị, hôm qua nếu mà anh chị mua, đúng không ạ? Mua thì hôm nay là coi như có lãi tiếp. Đấy, hàng về thì chưa biết thế nào nhưng mà tạm thời là có lãi trước đã, đúng không ạ? Và đây là những cổ phiếu là nó khỏe và nó vượt, tiếp tục gọi là vượt đỉnh, và những cái đỉnh này là đỉnh thời đại, đúng không ạ? Tạo những cái đỉnh thời đại mới. Đó, nhưng mà chúng ta thấy là những cái cổ phiếu hôm nay là Gas thì vẫn xanh tiếp này anh chị, đúng không ạ? Gas vẫn xanh, những cổ phiếu là phục hồi mạnh nhất. Vinhome thì hôm nay là chính nhẹ thôi. Đó. Còn về dòng ngân hàng thì Sơn đã nói là cổ phiếu mạnh nhất là Techcombank. Techcombank hôm nay là gần như là đứng giá, tương đương cái giá đóng cửa ngày hôm qua. Đó. Thì là cũng là một cái vận động nó cũng chưa rõ, nhưng mà rõ ràng là Techcombank vẫn là đang là cái cổ phiếu gọi là ngân hàng có xu hướng mạnh nhất rồi. Đấy, và trên thị trường sẽ nhìn rất nhiều vào cái vận động của Techcombank. Nếu Techcombank mạnh, vượt đỉnh thì có thể kích thích được cái đà tâm lý của thị trường. Tuy nhiên nếu Techcombank suy yếu, giảm mạnh trở lại, gãy cái vùng mà đáy cũ ở đây, ví dụ chúng ta đang là cái vùng 54 này, đang là cái vùng hỗ trợ. Nếu mà đóng cửa mà thủng cái vùng 54 này thì là sẽ xấu với Techcombank. Đó thì nó cũng sẽ là cái áp lực đối với cái cổ phiếu này. Đó, và trên thị trường thì rất là cái rất nhiều nhà đầu tư là sẽ nhìn vào cái diễn biến Techcombank vì nó đại diện cho cái sức mạnh, đúng không? Cái dòng cổ phiếu lớn nhất, thu hút nhiều sự quan tâm nhất, đúng không? Và nhiều nhà đầu tư tham gia nhất đó là dòng ngân hàng, thanh khoản cũng lớn nhất. Đó thì là cái đại diện của là Techcombank. Chứ còn ví dụ chúng ta thấy là hôm trước cũng có ACB bùng nổ, nhưng ngày hôm nay ACB, hôm qua ACB phục hồi yếu ớt, ngày hôm nay cũng là gọi là đi ngang cái giá, đúng không? Gọi là bây giờ ACB là về lại cái giá trước khi có cái phiên bùng nổ rồi, tức là ACB không phải là một cái đại diện mạnh. Đó thì chúng ta chú ý là Techcombank, vận động Techcombank nó sẽ quan trọng trong những phiên sắp tới. Đó thì còn phần còn lại thì anh chị sẽ thấy, đúng không ạ? Phần còn lại là chúng ta sẽ thấy là thị trường là nó vẫn khá là yếu. Đó, ví dụ tính từ đỉnh, Sơn tính từ đỉnh nha, tính từ đỉnh những cái cổ phiếu như HCM đó thì đang giảm tầm 10% từ đỉnh. Chúng ta cứ lấy cái đỉnh cao nhất chúng ta soi xuống thôi. SSI cách đỉnh đang khoảng 9,4%. SHS, Sơn nhầm tí, SHS anh chị. Rồi SSI tính từ đỉnh thì chúng ta đang cách khoảng 7,5%. Rồi, đúng không ạ? VCI ngày nay đóng cửa thấp đó. Đó. Thì là cũng gần 10%, 9,5%. VND, phần 13%. Rõ ràng là cái nhóm ngành chứng khoán đang là cái nhóm ngành là nó cũng yếu, tại vì rất nhiều cổ phiếu là đã cách xa đỉnh và trên cái mức là thường một cái đợt điều chỉnh như vậy, nếu mà tốt thì là cổ phiếu
không có, có khi mà có những phiên phục hồi rồi thì sẽ lấy lại, đúng không? Lấy lại cái mức giá nó rất là nhanh. Còn chúng ta thấy là ngày hôm qua đã làm một cái phiên phục hồi, nhưng mà các cổ phiếu dòng chứng khoán cũng cũng không phục hồi mạnh, đúng không? Không phục hồi đủ mạnh. Và ngày hôm nay là tính ra cái giá đóng cửa thì vẫn còn cách khá xa đỉnh. Còn ví dụ cái nhịp trước, cái nhịp này chúng ta thấy rõ ràng là về yếu tố về kỹ thuật thì những cổ phiếu này vẫn bám trend, tức là vẫn chưa có vi phạm, đúng không? Chưa vi phạm những cái đường mà đường MA, đúng không ạ? Và sau đó là phục hồi thì phục hồi rất mạnh lên. Đó, phục hồi rất là mạnh lên. Đó, và tính từ đỉnh thì những cổ phiếu này nó sau những cái đoạn giảm và phục hồi lên thì nó sẽ không có cách xa đỉnh mấy. Còn bây giờ chúng ta đã có phiên phục hồi rồi nhưng mà vẫn còn cách xa đỉnh khá là xa. Đấy, cho thấy là cái dòng chứng khoán chẳng hạn thì nó đang là một cái dòng dòng khá là yếu, đúng không? SSI có vi phạm đường EMA 10 ở đây, sau đó phục hồi lấy lại ngay. Và phiên và sau đó chúng ta thấy là đó, chúng ta cứ nhìn ra là chúng ta cứ tính khoảng cách từ đỉnh thì chúng ta sẽ thấy là à, những cổ phiếu này nó phục hồi lại nhanh. Đó, nó chỉ cách đỉnh là đâu đó là 7% là ok. Còn bây giờ chúng ta là đấy, SSI là đầu ngành này, đó, leader này. Đó. Hiện tại thì vẫn chưa, hôm nay là gọi là về giá đóng cửa là chưa lấy lại đường EMA 10. Đúng không ạ? Đang cách đỉnh 8%. SSI là khỏe nhất rồi đấy, đại diện của ngành chứng khoán rồi đấy. Rồi, dòng ngân hàng thì chúng ta thấy là ngoài Techcombank, đúng không ạ? Ngoài Techcombank thì chúng ta soi những cái cổ phiếu mà nó gọi là nó đại diện cho dòng ngân hàng. Chúng ta đi vài tập trung gọi cổ phiếu thôi. CTG. Đó. CTG ngày hôm qua phục hồi lên sẽ nói là yếu, đúng không? Đó, ngày hôm nay là tăng được đầu phiên sau đó đỏ tiếp luôn. Đó. Bây giờ là cách đỉnh rồi. Thì cũng gần 10% anh chị, yếu đúng không ạ? BID thì không có đại diện cho nhịp này. MBB thì chúng ta thấy là cùng với Techcombank thì MBB là tương đối khỏe, đúng không? Đó. Hôm qua lại phục hồi cũng 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 tương đối tốt đấy, khối lượng vào đó, MBB thì chỉ cách tầm khoảng 6% thôi. Đó, thì đây là cái cổ phiếu khỏe, đúng không ạ? Nhưng mà MBB chúng ta lưu ý là nó cũng về xét về cái góc độ về điều chỉnh thì MBB cũng chưa lấy lại được cái đường EMA 10. Ngày hôm nay thì lên gặp đúng cái kháng cự đường EMA 10, tức là cái vùng giá tầm 42.7 này thì thất bại, đúng không ạ? Thất bại ở cái ngưỡng này nha. VVBank thì cổ phiếu này là chúng ta thấy là có game có câu chuyện rồi, và trước đó là cái vận động thì chúng ta thấy là cũng không theo thị trường lắm. Tuy nhiên là cái đoạn này PVBank thì đã có tin tốt ở đây và tăng đã có tin tốt tạo gap ở đây, nhưng mà hiện tại thì giá cũng đã bị lấp gap rồi nè. Nên nếu bây giờ VVBank sideways ở đây, sideways ở đây và sau đó thủng cái vùng hỗ trợ tầm khoảng 67 thì VVBank khả năng là sẽ lại giảm sâu. Giảm sâu mà VVBank chúng ta thấy là sẽ tạo nên những cái áp lực lên thị trường. VPBank là vận động yếu, mặc dù ngày hôm nay là khối lượng thấp thôi, nhưng mà chúng ta thấy đã thấy VPBank đã có 2 lần test đỉnh không thành công là rất là rủi ro, đúng không ạ? Rất rủi ro là có thể là sẽ bị dính cái mô hình 2 đỉnh, tại vì test đỉnh cũ mà không 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 có break qua được. Anh chị, đấy, Techcombank thì là khỏe nhất, Techcombank rất gần đỉnh luôn, đang là cổ phiếu khỏe nhất. Thì hiện tại Sơn chỉ còn Techcombank thôi anh chị. Đấy, riêng cái nhóm ngành ngân hàng thì Sơn chỉ còn nắm giữ Techcombank thôi. Và Sơn nắm giữ là chỉ tiền mặt Techcombank thôi. Và nếu những phiên tới mà thị trường nó không ổn thì có thể là Techcombank nếu mà xấu thì Sơn sẽ bán hết cái phần còn lại và chốt luôn, đứng ngoài luôn. Đó. Riêng dòng ngân hàng thì Sơn nắm giữ luôn mỗi Techcombank, còn lại Techcombank thôi. Đấy, STB thì chúng ta thấy là cũng là lên test đỉnh không thành công. Đó, và khá là yếu và quay lại về cái nền tích lũy phía dưới rồi nha. Tính từ vùng đỉnh thì bây giờ thì ST giá đỉnh thì cũng mất khoảng 8%. Đó. ACB thì chúng ta thấy là phiên này break out xong quay về lại cái giá này thì đó, hiện tại là nhìn chung cũng yếu rồi. Đấy, cho thấy là cái phiên break out này không thành công. Tại thường vì cái phiên này break out và sau đó giảm do thị trường, giảm do yếu tố là bị bán vào ATC thì phiên ngày hôm qua phải phục hồi rất mạnh. Đó, cho thấy cái dòng tiền này cũng là yếu ở ACB.
mà xác suất ACB mà đánh lại vượt đỉnh 38 thì Sơn thấy là thấp, khó hơn là Techcombank. Có thể nếu Techcombank vượt đỉnh thì có thể là sẽ kéo theo hiệu ứng những cổ phiếu này, nhưng mà nếu chỉ riêng lẻ những cổ phiếu này để chạy đấy, chạy mạnh mà dẫn dắt cho ngân hàng thì Sơn thấy là khó có khả năng nó xảy ra. OCB chúng ta thấy đó đều gặp đỉnh ha, và chúng ta thấy là đang có rủi ro. Ví dụ OCB cũng bị hai đỉnh này, STB cũng bị hai đỉnh nha anh chị, MSB thì cũng bị hai đỉnh ở đây. MSB thì bên này đỉnh bên này có cao hơn một tí, nhưng mà bây giờ thì cũng là cái giá đóng cửa thì cũng ngang ngang rồi đó. Vẫn có những ngân hàng là nó đã đang vướng cái hai đỉnh nha, khá là rủi ro chỗ này. Đấy, TB Bank thì cũng tương tự, cũng hai đỉnh. Nên là ngày hôm nay anh chị xem nha. Đấy, nội dung ngày tư vấn ngày hôm nay thì Sơn có cho chốt lời là TB Bank này, đúng không ạ? Đấy, Techcombank thì ai chưa bán thì có thể cái vùng 57 phải nên bán hạ bớt để mà chúng ta giữ lãi thôi, đúng không ạ? Bởi vì sau cái phiên sập thì Sơn chắc là sau cái phiên mà bán đột ngột của ATC đó, và bán vào cuối phiên trước cái giờ ATC tầm khoảng 2 giờ 15 thì bắt đầu mới xuất hiện những cái lực bán mạnh ra ở cái phiên giảm 50 điểm, hơn 50 điểm hôm trước đó, thì cũng nhiều nhà đầu tư, nhiều khách hàng cũng chưa bán kịp. Thì ngày hôm nay phục hồi lại thì có cơ hội đó để chúng ta bán, ví dụ bán TB Bank này và bán bớt này, nó không bán nhiều, không bán nhiều thì chúng ta cũng phải bán ít để mà chúng ta lấy cái lợi nhuận chúng ta về, vì đây là cái lợi nhuận chúng ta chốt lãi được mà, đúng không ạ? Đó. Đấy, hoặc là những cổ phiếu dòng chứng khoán đó, tranh thủ là phục hồi giá tốt thì chúng ta cũng thể chúng ta bán nha. Đấy, tối thiểu thì cũng nên là bán 1/2, tại vì thị trường bây giờ là một cái xác suất là 50-50, chúng ta chưa rõ được là sẽ lên hay xuống, chúng ta cần quan sát thêm đó, thì nên là chúng ta phải là bảo vệ cái tài khoản của chúng ta đó, có lãi thì chúng ta giữ lãi. Như Sơn ngày hôm nay đặt bán TB Bank giá 389 anh chị. 389 là ngày hôm nay là hầu như cái giá cao nhất của TB Bank, đúng không ạ? Bán khớp nha anh chị. Chữ mát này là khớp nè anh chị. Mát là khớp nha. Bán khớp này Sơn đặt cái giá 389 nè, TB Bank ngày hôm nay. TB Bank đúng giá 389 là giá cao nhất luôn, Sơn bán được giá cao nhất phiên ngày hôm nay. Đúng không ạ? Và bây giờ chỉ còn có 37.75. Nha. TB Bank thì hôm trước Sơn đã chốt nhiều cái vùng trên 39 rồi. Không là còn 10.000 thì Sơn bán nốt thôi. Và chỉ còn lại dòng ngân hàng, Sơn chỉ còn là giữ lại cái cổ phiếu Techcombank. Đúng không ạ? Đó, rồi MSB Sơn cũng bán. Tại vì MSB là ATO được giá tốt là Sơn cũng bán luôn nè. Đó, Sơn còn ít 10.000 là Sơn bán nốt hai cái cổ phiếu này. MSB thì Sơn đặt giá ATO là giá 30.9, giá cao nhất là 31 thì chị Sơn cũng bán được gần đỉnh ngày hôm nay. Đó. Vì có những cổ phiếu mà chúng ta giữ lại, chúng ta quan sát thêm thì bây giờ cơ hội phục hồi lên và lại ngay kháng cự đỉnh cũ nữa thì chúng ta có thể chúng ta chốt, không? Chốt thì chúng ta lấy lãi về thôi nha. Đó. Còn thị trường vận động thì chúng ta phải quan sát tiếp, như thì Sơn đã nói rồi. Đó, ví dụ chúng ta nhìn về những cái cổ phiếu dẫn dắt thì hiện tại là ví dụ dòng ngân hàng chỉ còn Techcombank, đúng không? Còn dòng chứng khoán này chúng ta thấy là cũng đã yếu rõ rồi. Rồi chúng ta xem dòng thép này, anh chị xem dòng thép nha. Dòng thép Hòa Phát, đấy, Hòa Phát thì đã tạo đỉnh trước rồi. Đấy, tức là bây giờ Hòa Phát thì vẫn chưa qua được cái đỉnh từ hồi tháng 6, từ cái đỉnh tháng 6 anh chị, đúng không ạ? À, là một, trong khi chúng ta thấy là Hòa Phát từ cái uptrend của năm 2020 đến giờ, đúng không? Từ đấy 2020 đến giờ thì mỗi khi thị trường khó khăn, nếu anh chị có đánh Hòa Phát ở cái giai đoạn từ 2020 đến giờ, anh chị sẽ thấy mỗi khi thị trường khó khăn, Hòa Phát luôn là cái con gọi là con ngựa đầu đàn, và luôn là cái mã phục hồi đầu tiên lên để mà chống đỡ thị trường và tạo cái tâm lý cho thị trường chung, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy ở nhịp này Hòa Phát rất yếu luôn. Hòa Phát là 13,5% anh chị, cách đỉnh đến 13,5% nha. Đó, rồi Hoa Sen, đúng không? Hoa Sen gãy này. Đấy, nhiều room khuyến nghị mua Hoa Sen ở vùng này lắm anh chị, nhiều room lắm. Đấy, kẹp hàng rất nhiều luôn, đúng không? Đấy, rất nhiều room, vì anh chị thấy ở đây tích lũy này, đúng không? tích lũy xong lên đây sideways thấy vol thấp này, mua này, đúng không? Mua định là breakout chạy này, đúng không? Breakout chạy này, nhưng mà ai ngờ nó gãy xuống. Đó, không nghĩ là nó gãy xuống đâu, và bây giờ là kẹp hàng.
vào hoa sen phục hồi mạnh không? Rất yếu luôn. Đấy, hoa sen vì hôm trước chúng ta có thể đổ là à bị bán vào ATC. Đấy, nhưng mà ngày hôm qua hoa sen có hồi khỏe đâu. Ngày hôm nay còn giảm thêm nữa. Chứng tỏ là nội tại cổ phiếu này nó yếu anh chị, có vấn đề, đúng không ạ? Đó. Ngày hôm qua chúng ta thấy là à, hôm trước chúng ta đổ cho ATC, ngày hôm qua rất nhiều cổ phiếu trụ kéo lại. Đấy, mọi người hân hoan này kia, nhưng mà có những cái cổ phiếu chúng ta thấy là vẫn rất yếu, không phục hồi. Chứng tỏ là những cổ phiếu này cái dòng tiền lớn có vẻ nó thoát ra rồi anh chị. Và chúng ta đang bị kẹp hàng ở phía trên rồi nha. Đó. Còn ví dụ sân cầm những phiếu Techcombank, sân cầm TP Bank, sân cầm MSB bữa nay à, sân bán được giá tốt không? Rất tốt luôn. Đó. Phục hồi lên mà những đó, dù sao đó là những vẫn là những cái cổ phiếu mạnh. Còn chúng ta thấy rõ ràng HSG là một cổ phiếu cực kỳ suy yếu. Đó. Có phục hồi gì được đâu. Đấy, cá nhân của Sơn thì Sơn đã thoát và Sơn chỉ còn nắm giữ hiện tại hai cổ phiếu, đó là Techcombank, đó là VHN thôi anh chị. Sơn chỉ nắm giữ hai cái cổ phiếu này thôi. Đó, và Techcombank thì Sơn cũng đã lóc phần lớn lợi nhuận rồi và Sơn sẽ giữ cái khoản gọi là cái phần tiền mà đánh bằng tiền mặt thôi. Đó, tiền mặt đối với cổ phiếu này thôi. Và bây giờ là sẽ là qua, nói chung là đoạn vừa rồi là đó, cũng may mắn là chốt được lại đó, và cũng may mắn là đã nắm được những cổ phiếu hàng đầu, những cổ phiếu khỏe đó. Ví dụ Sơn mua những cổ phiếu như Techcombank, TP Bank, OCB, MSB chia sẻ với anh chị rất nhiều rồi. Nhưng mua được chứng khoán SSI cũng đã chốt lãi vùng 57-58, anh chị cứ xem là những video cũ nha. Đó, Sơn mua tổng cộng 100.000 chứng khoán SSI, Sơn mua tổng là khoảng phải đến là 250.000 Techcombank. Đấy, hiện tại thì Sơn đang nắm giữ 50.000 thôi. Nhưng nếu Techcombank có một cái xu thế ổn trong những phiên sắp tới thì có thể Sơn sẽ gia tăng trở lại cái tỷ trọng Techcombank. Tất nhiên là sẽ không mua lại khoảng 250.000 giá ban đầu đâu. Tại vì 250.000 đó thì Sơn đã mua là cao nhất chỉ có giá 54 thôi đó. Và tất nhiên là cái đoạn sau này thị trường nó một cái xu thế nó không có tích cực bằng, đúng không? Nó rủi ro hơn thì Sơn không lý do thì Sơn lại đi đánh lại đủ cái 250.000 Techcombank ngày xưa ở cái đoạn 51 đến 54 Sơn mua nữa. Đó, mà Sơn sẽ chỉ đánh ít đi thôi, có thể Sơn sẽ mua lại là mua thêm 50.000 để mà nắm giữ 100.000 thôi, nếu mà những phiên sắp tới Techcombank thể hiện được cái vai trò leader, đúng không? Của thị trường cũng như là cái dòng ngân hàng nha. Thì Sơn chia sẻ luôn anh chị nắm giữ cái danh mục của Sơn đó. Cập nhật cho anh chị xem luôn. Còn ví dụ là MSB rồi TP Bank thì Sơn còn mỗi mã 10.000 Sơn bán hết đó trong phiên hôm nay cho rồi. Ấy thì Sơn, anh chị sẽ thấy không, dòng thép thì cũng yếu. Dòng thép thì có mã NKG Sơn nói anh chị là khỏe nhất thì hiện tại là đấy. Chính là cái vùng này thì nó vẫn đang gọi là tăng nhưng mà tăng cũng không được bao nhiêu, đúng không ạ? Và nếu mà nhìn xu thế của HSG của Hòa Phát thì có thể là chắc NKG thì cũng không có lên được nữa đâu. Đấy, vì nó phải chạy theo sóng ngành mà chúng ta rất khó là hai cổ phiếu dẫn dắt đó đã suy yếu và rất nhiều rồi mà cổ phiếu này có thể tăng được nữa, đúng không ạ? Đáng lẽ ở đây cổ phiếu này nè, tích lũy nè, anh chị thấy không? Đấy, có một phiên nè. Đấy, vôn cực lớn, tăng trần, dư mua trần lớn. Sau đó có một quá trình tích lũy ở đây thì cổ phiếu này đáng lẽ phải tích lũy xong phải chạy tiếp. Nhưng cổ phiếu này tích lũy xong và gãy nền trở lại thì chúng ta suy yếu, đúng không ạ? Và hiện bây giờ chỉ cần cổ phiếu này thủng cái vùng tầm khoảng 33 thôi là có thể là sẽ rơi khá mạnh. Đó. Đang là nỗ lực vùng 33, tại vì sao? Thì đây là có một cái gap anh chị. Cái gap vùng 33 bây giờ đang là cái hỗ trợ. Chúng ta thấy ngày phiên ngày hôm qua là cũng test về này, phiên ngày hôm nay là cũng test về này, cái gap này đang hỗ trợ tương đối tốt nha, tương đối tốt. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là phiên trước là khối lượng bán rất cao, ở hai phiên vừa qua thì cũng chưa đủ phục hồi về khối lượng nên là nó cũng không đủ là tin cậy đâu. Tức là hỗ trợ thì hoàn toàn có thể bị xuyên thủng, giống như kháng cự anh chị, đúng không? Hỗ trợ test nhiều lần quá mà hỗ trợ đó nó yếu rồi thì cũng dễ dàng bị xuyên thủng thôi. Đó, kháng cự, đúng không? Kháng cự thì chúng ta test nhiều lần chúng ta không qua được nhưng mà cũng sẽ một lúc nào đó là chúng ta cũng sẽ qua được thôi, đúng không? Cái xu thế dòng tiền mạnh thì sẽ đánh vượt được thôi. Ở thì chúng ta nhìn những cái dòng dẫn dắt rồi, bây giờ chúng ta nhìn về dòng dầu khí đi. Đó.
gas và phục hồi, chúng ta thấy là sơ về yếu tố là gas là về điều tiết điểm số thôi anh chị, đúng không? Đấy, xu hướng của gas thì cũng không có gì gọi là đẹp hết, đúng không? Ở đây là tạo một đỉnh thứ nhất, ở đây tạo một đỉnh thứ hai rồi, mô hình hai đỉnh rồi gãy xuống rồi, đúng không ạ? Đó, nhìn chung thì cổ phiếu này nó tạo những cái sự phân phối ở trên rồi nha, tạo quá trình phân phối rồi. Một cái cổ phiếu này Sơn thấy là mô hình hai đỉnh rất rõ luôn, mà vừa rồi rất nhiều nhà đầu tư bị kẹp nha, bị kẹp, bị hô hào là mã này kinh doanh tốt các kiểu đấy. A3A không biết anh chị xem video này có ai kẹp 3A không đấy, kẹp và kẹp ở đỉnh bên này rất nhiều luôn anh chị. Đoạn này tăng mạnh sau đó điều chỉnh đấy, và khi đến khi tăng mạnh trở lại này, thì những nhà đầu tư không tham gia được ở cái đoạn tăng đầu tiên thì rất hào hứng mua vào ở đây, rất hào hứng mua ở đây, tại vì nghĩ là nó sẽ đi vào cái chu kỳ tăng tiếp theo. Ở chúng ta xin lỗi anh chị nha, chúng ta nghĩ chúng ta cứ nhìn thấy là ví dụ ở đây vượt đỉnh đi, nếu mà lúc đó chúng ta sẽ vẽ mà chạc tuần vượt đỉnh vùng 18 này có thể là sẽ lên lại đỉnh cũ tận 24 23 24, thì cái dư địa nó hấp dẫn, không ạ? Rất hấp dẫn, chúng ta sẽ mua vào ấy, mua vào phiên này rồi mua vào phiên này, đua lại rất nhiều luôn. Nhưng 3A thì anh chị, nếu mà anh chị nhìn về cái câu chuyện sâu xa, Sơn hoàn toàn Sơn không đánh cổ phiếu này, nhưng mà Sơn rất hiểu game luôn, hiểu game đó là một câu chuyện là họ có một cái dạng lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ về anh chị. Anh chị không có đọc về yếu tố tin tức, không đọc về yếu tố cơ bản là vừa rồi anh chị sẽ bị oppo cái mã 3A này nha. Đó, hô hào trên rất các diễn đàn khá là nhiều nha, cổ phiếu 3A này. Đấy, đúng rồi chị, ngày 21 tháng 5, đó. Chào bán công chúng là đâu đó tầm khoảng tháng 3 này có quyết định chào bán này, đúng không? Và tháng 5 là bắt đầu là đã chào bán xong là ngày 21 tháng 5. Nhưng mà anh chị thấy ngày giao dịch của 3A này anh chị, đây là một cái kinh nghiệm Sơn muốn chỉ cho anh chị nha, để tránh những cái trường hợp những cổ phiếu này nó lừa anh chị này nha. Đó, chúng ta thấy tháng 5 vừa chào bán thành công, đúng không ạ? Ngày giao dịch đã là ngày 2 tháng 6, này 14 ngày giao dịch là ngày 15 tháng 6, tức là chỉ có một tháng thôi, đúng không ạ? Vừa phát hành được một tháng xong được giao dịch ngay 75 triệu cổ phiếu, đúng không ạ? Mà làm sao chúng ta biết 75 triệu cổ phiếu này cái người mua họ có nộp tiền vào hay không, đúng không ạ? Và giá vốn của họ bao nhiêu? Sơn không nhớ giá vốn nhiều ta. Đây có đấu giá, hình như là đấu giá cái này đó, gọi là phát hành riêng lẻ nhưng mà đấu giá 75 triệu cổ phiếu nè. À, giá 14.000. Đúng không ạ? Giá chúng có 14.000. Mà Sơn ví dụ là ví dụ họ có nộp tiền luôn đi, đúng không? Ví dụ họ có nộp tiền họ mua 14.000. Đúng không ạ? 14.000 mà anh chị thấy một cái đoạn phân phối này lên họ bán cái được cái vùng là 18 đến 20, chúng ta là giá cao nhất là đến 22 21 đúng không ạ? Đó, 18 đến 21 họ bán ra đi thì họ có phải 75 triệu cổ phiếu họ lời được bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Đó, mà anh chị thấy là cái đoạn đánh lên này là trùng cái đoạn là được giao dịch nha anh chị. Đấy, được giao dịch. Còn nếu ví dụ sang đó trường hợp họ không nộp tiền, đó, ví dụ cái thủ thuật của họ thôi, họ không nộp tiền vì phát hành riêng lẻ, chúng ta làm sao biết phát hành cho ai, đúng không ạ? Phát hành cho những ai, chúng ta làm sao nắm được, chúng ta người ngoài công ty làm sao nắm được. Đó, ví dụ họ không nộp tiền thì không nộp tiền thì giá vốn bao nhiêu? Giá vốn bằng không anh chị, bằng không, đánh lên đây, đúng không? Giá vốn bằng không và đánh lên đây họ thu được đấy, mấy chục triệu cổ phiếu giá trên này đó, thu được một đống tiền, xong bây giờ họ quay lại họ nộp tiền cũng được đấy, vẫn trên ra vì nộp có 14.000 mà bán tới giá 18-20, đúng không? Đó, nên là anh chị không xem cái tin này là anh chị sẽ bị đấy, đánh về thuần kỹ thuật là chúng ta sẽ bị lừa. Anh chị thấy vốn rất to đột biến không? Đó, trước đó đâu có khối lượng đâu, tự nhiên sau cái vùng này vô đột biến quá, lại trùng hợp là 75 triệu cổ phiếu nó về tài khoản. Chúng ta thuần kỹ thuật chúng ta có thể bị lừa đấy anh chị. Tham khảo thêm về yếu tố nội tại doanh nghiệp nó có câu chuyện gì đằng sau, đúng không ạ?
rồi nha. Đó, nên là chúng ta hãy cẩn thận nha, những cái trong chứng khoán và những cái mô hình hai đỉnh ấy nó cũng khá là nguy hiểm, rủi ro. Rồi chúng ta xem rồi nha. Thì bây giờ chúng ta thấy là nãy giờ chúng ta soi những cái dòng cổ phiếu dẫn dắt ngân hàng, chứng khoán, thép thì khá là nhiều cổ phiếu cách xa đỉnh. Nhưng mà bây giờ chúng ta đối chiếu vào chỉ số VN Index ở đang vùng 1375 này, cái giá sân lấy giá đóng cửa ngày hôm nay. Đó, và cái đỉnh của chúng ta là khoảng 1425, đúng không ạ? Tức là chúng ta mới giảm đâu đó khoảng 50 điểm thôi. Mà 50 điểm so với cái giá cái vùng 1425 thì tính ra mới giảm có khoảng hơn 3% mà anh chị. À, mới giảm có hơn 3% thôi, nhưng mà rất nhiều cổ phiếu đã cách đỉnh 7-8 thậm chí 10, hơn 10%. Thì rõ ràng chúng ta, nếu mà chúng ta bị cái điểm số chi phối, chúng ta nhìn là thị trường, thị trường chưa phải là giảm sâu quá đâu, nhưng chúng ta không đi sâu về bản chất của nhiều cổ phiếu thì chúng ta thấy là phần đông cổ phiếu trên thị trường, đây là sẽ nói những cái nhóm ngành dẫn dắt thôi nha, chứng khoán, ngân hàng, thép, dầu khí thôi, chưa tính đến những cái cổ phiếu mid cap. Nhiều cổ phiếu mid cap là thị trường tạo đỉnh ở đây, nhiều cổ phiếu mid cap thì còn chưa có qua được cái đỉnh trước đó nè, rất nhiều luôn. Hoặc là nhiều nhóm ngành đi đó, thị trường đến 1.200 đến giờ nhiều nhóm ngành còn chưa tăng, chưa qua được cái đỉnh lúc mà thị trường 1.200, 1.300 nữa, huống chi bây giờ là 1.400 mấy, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là nhìn về bản chất cái điểm số nó sẽ khác với là cái trạng thái của cổ phiếu, mà chúng ta phải đi sâu vào trạng thái cổ phiếu. Tại vì chúng ta không đánh vào chỉ số VN Index, chúng ta mua cổ phiếu, mà chúng ta mua cổ phiếu thì lời lãi là cái cổ phiếu, chứ chúng ta đâu có đánh chỉ số đâu. Nếu đánh chỉ số thì chúng ta sang phái sinh chúng ta đánh, đúng không ạ? Đấy, đó là khác biệt đó nha anh chị. Đó, khác biệt đó. Đấy, nên là đoạn này Sơn đánh giá cơ hội nó thấp, nó ít hơn là rủi ro. Đó, cũng không biết là thị trường nó có sập hay không, nó sập còn sập mạnh hay không, hay là đội lái họ có thể họ chơi gom hàng đủ thì có thể họ sẽ còn đạp xuống, đúng không? Giống như giai đoạn tháng 1 anh chị nhìn nè, anh chị nhìn nha, anh chị nhìn về yếu tố chạc tuần nha, chạc tuần nè. Đấy, tháng 1 cũng có một cái phiên đạp sâu xuống ngày tầm khoảng ngày 19 tháng 1, sau đó đến ngày 22 tháng 1 là cuối tuần thì có rút chân lên và đóng cửa tạo một cây nến như thế này. Cây nến là cây nến nến búa ngược đó, nến hanging man. Anh chị muốn học sâu hơn về cái này thì anh chị đăng ký vào room VIP của Sơn, thì Sơn có những cái dạy về những cái nến này cho anh chị, để anh chị học nha. Chị học cảm room VIP khách hàng để đâu. Đó, thì anh chị là có thể đăng ký vào thì đấy, học về cái nến, những cái nến như thế này. Tức là ví dụ ngày mai thị trường có tăng trở lại, sẽ nói ví dụ thị trường xanh đi, nhưng mà kết tuần thì vẫn là một cái nến như thế này, một cái nến đỏ và rút chân lên, thì cũng chưa nói được là tuần sau thị trường có tăng tiếp hay không, rất khó đó, vì nó đã diễn ra trong tháng 1 cũng đã như vậy rồi, có rút chân lên rất tốt vào cuối tuần, đúng không ạ? Nhưng mà sang tuần sau là thị trường còn bị đạp tiếp. Và để vì sao? Vì nhà thầu lập họ chưa gom đủ hàng anh chị, đúng không ạ? Chưa gom đủ hàng. Tức là ví dụ với một cái phiên sàn ấy, ATC ngày hôm qua, mà tự nhiên ngày hôm qua đầu phiên thị trường lại xanh, sau đó chỉ đạp thêm khoảng 30 điểm thôi, thì có thể nhà thầu lập nếu họ muốn gom hàng để họ đánh lên một cái vòng mới thì có thể họ lại chưa gom đủ đâu, có thể họ lại còn đạp thêm để họ gom tiếp. Nên chúng ta chưa vội, chúng ta gọi là cầm đèn chạy trước ô tô, chúng ta cứ phải thông thả. Và chúng ta ví dụ bản chất bản ví dụ Sơn, khách hàng của Sơn vẫn còn đang nắm cổ phiếu, thì có thể là sẽ canh cái nhịp này. Ví dụ Sơn đã nói anh chị đó, ngày hôm nay Sơn khuyến nghị là đó, những cổ phiếu phục hồi lên là Sơn sẽ chốt lại đó. Ví dụ Sơn cá nhân Sơn sẽ chốt lại TP Bank, Sơn lại chốt lại cổ phiếu MSB ấy, rồi Sơn sẽ là những cái cổ phiếu khác, ví dụ như là chứng khoán đó, phục hồi lên thì Sơn sẽ bán đó. MBS thì hôm trước Sơn đã bán được vùng giá 36 đó, và vẫn còn một ít thì hôm nay Sơn bán luôn, bán giá xanh luôn, và
bán hòa cái lô còn lại, phải ít một ít còn lại thôi đó. SHS cũng như vậy, bán hòa cái phần còn lại chẳng hạn đó. Thì để làm sao để chúng ta có một cái danh mục nó thật gọn ở giai đoạn này. Đoạn này anh chị mà nắm 5-10 cổ phiếu rất là rủi ro anh chị. Tại vì sao? Thị trường nó biến động và nó rất là một, chúng ta lại một cái xu hướng rõ ràng, hôm trước giảm sàn sau ngày hôm sau lại ATC nhiều cổ phiếu tăng trần rồi. Rồi trong một cái biến động lớn thì chúng ta phải cực kỳ thận trọng, và để làm sao quản trị rủi ro thì chúng ta phải co thật chặt cái danh mục của chúng ta lại để chúng ta quản trị rủi ro. Vì chúng ta để đừng để đến khi có những cái biến động lớn thì chúng ta lúc đó chúng ta mới đi tìm suy nghĩ bây giờ nên bán cổ phiếu nào, làm sao phải bán cổ phiếu nào đâu. Đúng không? Và anh chị phải lên một cái kế hoạch giao dịch trước hàng ngày. Ví dụ hàng ngày Sơn đều vẽ một cái Sơn ghi vào giấy anh chị. Sơn sẽ là ngày hôm nay đó, danh mục còn những cổ phiếu này thì là cái định hướng đó. Nếu thị trường ví dụ ngày hôm nay dự đoán thị trường tăng thì kế hoạch sẽ giao dịch đối với những cổ phiếu này như thế nào đó, chốt lời, hay là ví dụ có những mã sai điểm mua thì sẽ là hôm nay canh cắt lỗ, nếu canh cắt lỗ canh bán ở điểm nào, đúng không? Nếu chốt lời những cổ phiếu đó chốt lời ở ở những cái mốc nào, đúng không? Rồi ghi rõ ra số lượng từng cổ phiếu đấy, sẽ dự định bán giá bao nhiêu ghi sẵn hết đó. Tại sao là Sơn bán bữa nay được MSB bán ngay ATO đó, rồi TP Bank Sơn bán được giá 38.9 cao nhất phiên. Tại vì sao? Tại vì đó là những cái mốc mà kháng cự của cổ phiếu này, của những cổ phiếu đấy đó. Và nếu mà Sơn cứ kê sẵn, anh chị không, anh chị sẽ thấy nha, cái này chia sẻ với anh chị luôn là chúng ta nên lập một cái kế hoạch giao dịch nha. Đó đấy, anh chị sẽ thấy nè, đầu anh chị xem cái này nè, Sơn sửa giá đó. Đó đầu phiên là Sơn cho rằng là TP Bank có thể là tăng lên vùng 38 thôi, đúng không? Tuy nhiên đúng không, trong phiên 38 nhưng mà sau đó Sơn hủy lệnh anh chị. Đấy, MSB thì là 31 là kháng cự rồi thì Sơn bán luôn nha. Đó, bán nốt luôn vùng 31 32 hôm trước thì rất là khó khăn của MSB nên là Sơn bán luôn. Tuy nhiên TP Bank này đầu phiên là Sơn đặt 37 95 này đấy, nhưng vào phiên là chúng ta thấy là TP Bank cứ vận động quanh mua cái vùng 37 5 37 6 đấy rất là lâu đó, và sau đó Sơn nghĩ là sẽ có một cái nhịp đánh lên kết hợp yếu tố thị trường mà, nên Sơn quyết định là tầm khoảng 10 giờ 40 là Sơn sửa cái lệnh TP Bank này, Sơn sửa thành 38.9 anh chị, sửa 38.9 đấy, vì Sơn nghĩ là TP Bank có thể là sẽ có một cái nhịp tăng ngắn hạn trong phiên đó, nên là Sơn đặt cái mốc là 38.9 đấy. Và sau khi TP Bank vượt cái vùng 38.5 thì Sơn cũng nhắn cho room anh chị khách hàng là thực hiện cái việc chốt lãi TP Bank nếu ai chưa chốt kịp ở cái đoạn trước đó, những phiên trước đó. Đó, và thị trường nó rơi nhanh quá thì bây giờ là cơ hội lên để chúng ta thực hiện cái việc chốt lại, đúng không ạ? Đấy 10 giờ 40 lúc đó TP Bank hoàn toàn chưa có giá đó nha anh chị, chưa có đến cái giá đó đâu, Sơn đặt sẵn á. Bởi vì cái đó là cái cách để chúng ta, đúng không? Chúng ta lên cái kế hoạch giao dịch nha. 10 giờ 40 lúc đó TP Bank thì không biết giá nào à. 10 giờ 40 hình như là 37 chấm mấy. Đấy, Sơn đặt lúc 10 giờ 40 anh chị. Trên cái đó có thời gian đặt đó. Cái đó là cái phần mềm đi lệnh của công ty của Sơn, đúng không? 10 giờ 40 Sơn thấy bắt đầu TP Bank tiếng tín hiệu khởi sắc nè, bắt đầu có những cái lệnh ăn lên này, đó nên là Sơn sửa giá đó. 40 tầm 376 377 nè. Đó thì lúc đó Sơn đã sửa cái lệnh thành 3 38.9 rồi. Đó, và chúng ta thấy là sau đó là TP Bank tầm khoảng hơn 11 giờ TP Bank bắt đầu đánh lên này nha. Đó, đánh lên này, kéo lên này, đó. Thì đây khoảng thời gian rồi Sơn cũng nhắn khách hàng là chốt lãi này. Chốt lãi đối với cổ phiếu TP Bank này. Đó. Vậy thấy không? Xem hôm nay TP Bank khớp giá 389 bao nhiêu? Có 7.000 nha. Cái này thì có thể là cái dữ liệu này nó không chính xác lắm, thể nó bị nhầm với giá 3885 hay chẳng hạn, mình sẽ đặt lại trong phần mềm nó khớp hết mà, báo khớp hết nè, 3889. Đó thì Sơn bán được cái giá đỉnh cao nhất luôn nè. Đó thế nên là, câu chuyện này là muốn nói với anh chị là gì, anh chúng ta phải có một cái kế hoạch giao dịch, và với muốn có một cái kế hoạch giao dịch tốt giai đoạn này thì anh chị phải quản trị cái tài khoản cho nó chặt đi. Bây giờ mình tài khoản anh chị mà còn 7 đến 10 cổ phiếu là Sơn thấy rất là khó đấy.
Thị trường đang tốt, lúc đó Sơn giữ được danh mục có thể 7-8 cổ phiếu, nhưng mà hiện tại Sơn co cụm về chỉ còn 2 cổ phiếu và Sơn đánh bằng chưa gọi là chưa full tiền mặt nữa, chưa dùng hết tiền mặt nữa. Sơn chỉ mua 50.000, còn giữ lại đúng 50.000 Techcombank và 10.000 VHM thân chị. Và Sơn chờ cái thị trường nếu nó tích cực hơn, nó ổn định hơn, Sơn sẽ quay lại Sơn giải ngân. Đấy, và Sơn đánh một cái sóng nhịp tiếp theo, sóng tăng tiếp theo. Còn bây giờ nó chưa có gì rõ ràng hết, Sơn sẽ thực hiện cái việc là bảo vệ danh mục, bảo vệ tài sản và quản trị thật chặt cái rủi ro bằng cách là Sơn hạ hết cái danh mục về không có quá nhiều cổ phiếu. Thứ hai là không dùng đòn bẩy margin. Thứ ba là nắm giữ những cổ phiếu mạnh nhất thôi. Ví dụ trong cái danh mục đoạn vừa rồi thì Sơn thấy là bây giờ hiện tại chỉ còn Techcombank với Vinhome là khả dĩ lực, khả năng là sẽ còn kéo và có thể dẫn dắt thị trường đi lên nếu mà thị trường nó quay lại sóng tăng. Nên là ưu tiên giữ những cổ phiếu đó thôi, còn lại là xử lý, đúng không? Chốt lời, hoặc là có một vài cổ phiếu bị sai thì cũng phải cắt lỗ thôi, để mà cho cái danh mục chúng ta nó là một cái danh mục khỏe, đúng không ạ? Và chúng ta giảm bớt cái rủi ro đi, để nếu thị trường giảm sâu tiếp thì sao, đúng không? Tháng 1 anh chị thấy nha, có rút chân lên, đúng không? Thì sau cái này ai cũng nghĩ là thị trường nó sẽ còn tăng tiếp, và nó chỉ là một cái đợt rủ hàng thôi anh chị, đúng không? Đó, tháng 1 nó cũng như thế này nha. Không biết lịch sử có lặp lại hay không, nhưng đó là cái chuyện của tháng 1 này. Đó, giảm tiếp sau đó phục hồi lên này, đúng không? Và đóng cửa cuối tuần là một cái nến rút chân. Thì ngày mai cho dù có xanh tiếp, nhưng nó đó, ngày mai xanh tiếp mà xanh vượt luôn 1425 thì ok, rất tuyệt vời, rất đẹp rồi. Nhưng nếu ngày mai xanh đó và xanh vừa tiếp tục tạo nến từng rút chân này thì cái xác suất tuần sau nó có giảm tiếp thì nó cũng rất bình thường. À, tháng 1 thì cũng gần chạm với đường MA10 tuần nữa anh chị. À, rút chân, sau đó là thị trường là test về cái đường màu đỏ MA20 tuần. Đấy, còn vừa ngày hôm qua thì chúng ta cũng test cái đường màu xanh rồi, đúng không ạ? Ngày hôm qua thì chúng ta cũng về đúng cái đường màu xanh này, MA10 tuần ở 1340 này, chúng ta tầm 1342, 1343 thì đó là đáy ngày hôm qua đấy. À, 1334 này, đúng không? Có nhúng sau một tí, rút lên. Đó. Nhưng mà MA màu đỏ tuần của chúng ta là tới 1275 nữa anh chị. Còn khá là xa, đúng không? Cách cả trăm điểm nữa, nên là đó, cũng là một cái rủi ro nha. Nếu nhà tạo lập ví dụ họ đã gom hàng được rồi, nhưng mà họ gom chưa đủ hoàn toàn, họ có thể họ không mua lên nữa, và là họ thực hiện những cái lệnh bán xuống để cho nhà tư bán đầu ào ạt theo để họ tiếp tục họ gom thêm. Đó là cái chuyện nhà tạo lập họ gom hàng, và bằng chứng là ở tháng 1 rồi. Sau một cái đoạn như vậy thì rất nhiều nhà tư mất hàng và tài khoản lỗ rất nặng và bị call margin đó, thì sẽ là nhà tạo lập họ vào họ thu gom hết cái lượng hàng giá rẻ đó để họ đánh một cái trend mới nha. Nên là đấy, không dự đoán thị trường, nhưng chúng ta phải luôn xác định được những cái kịch bản của thị trường, và chúng ta câu chuyện cuối cùng là gì, xác định được kịch bản rồi phân bổ danh mục, cơ cấu danh mục cuối cùng như thế nào là để làm sao cái tài khoản của chúng ta, chứ không phải chúng ta dự đoán thị trường ngày mai xanh hay đỏ xong rồi cái tài khoản của chúng ta là nát be nát bét thì cũng đâu lẽ làm gì đâu anh chị. Tài khoản đỏ lè, thị trường có tăng, có kéo VHM, có kéo FPT, có kéo MWG, PNG, có kéo Masan, mà anh chị không có những cái cổ phiếu đó cũng giải quyết được gì đâu, không hề giải quyết cái gì cho anh chị hết, tài khoản anh chị vẫn lỗ thôi, đúng không ạ? Ví dụ anh chị cầm dòng thép ấy, đang cầm HPG, đang kẹp Hoa Sen, rồi ví dụ đang có những cổ phiếu yếu khác chẳng hạn. Ví dụ anh chị mua SSI ở trên cao đấy, hoặc là mua VND trên cao. SSI mua 5758, VND mua là 4849 thì bây giờ đấy, chẳng hạn đấy, thì vẫn đang gọi là đang bị kẹp, đang lỗ mà. Đó. Thì chuyện những câu chuyện nào cổ phiếu này nó kéo trụ thì cũng không liên quan chúng ta. Nên là Sơn mới làm cho anh chị một cái so sánh là VN Index thực sự mới giảm có 3,5%, nhưng rất nhiều cổ phiếu đã giảm hơn 7% từ đỉnh rồi. Nên là cái đó là chúng ta thấy so, chúng ta nhìn vào cái bản chất của thị trường rõ ràng là nhiều cổ phiếu nó đang yếu đó. Không có khỏe đâu nha. Nên là cũng phải cẩn thận, cái quản trị rủi ro nó quan trọng giai đoạn này. Giai đoạn khó kiếm tiền, giai đoạn khó kiếm tiền thì chúng ta đừng có cố quá mà thành quá cố, đúng không ạ? Chúng ta là cứ cẩn thận đi. Thì như Sơn bây giờ Sơn rất thoải mái luôn, Sơn cầm có 50.000 Techcombank, Sơn có 10.000 Vinhome, rồi bây giờ thị trường có sập tiếp thì thôi,
Đó, nếu thấy không ổn thì phải Sơn bán hết, Sơn full cash Sơn đứng ngoài, còn nếu ổn Sơn sẽ chờ đợi thêm một vài phiên nữa thị trường ổn, Sơn sẽ sẵn sàng giải ngân rồi. Sơn không cần mua rẻ anh chị, quan điểm của Sơn, Sơn không bao giờ Sơn đi bắt đáy, không bao giờ Sơn đi bắt đáy. Sơn sẽ mua cao để được bán cao hơn, nhưng nó phải là một cái xu hướng thật sự rõ ràng cho Sơn để Sơn vào, chứ còn không bao giờ Sơn đi ham bắt đáy sâu rồi không biết bắt đáy xong có lên hay không, hay là đấy, anh chị sẽ thấy nha. Đấy, Sơn không nói là nó bây giờ nó sẽ như vậy, nhưng mà tháng 1 này đấy, nhờ tôi bắt đáy ở đây này đấy, xong thấy phục hồi lên hai ba phiên là tưởng ngon đấy, không bán kịp thì một đoạn phía sau là lỗi luôn. Đấy là cũng là bài học bắt đáy đấy, đâu phải là bắt đáy là sẽ có ăn và sẽ là tốt đâu, đúng không ạ? Nhưng mà nhà đầu tư bắt đáy ở đây thì ăn rất dày, đúng không ạ? Đó, cùng là bắt đáy nhưng mà chỗ nào chúng ta tham gia được, chỗ nào phải đứng ngoài nha. Nên là cái gì mà chúng Sơn không giỏi thì Sơn sẽ không không hoặc là Sơn không chắc, Sơn sẽ không không xuống tiền, chắc thì sẽ xuống tiền nếu những phiên tới là thị trường tích lũy tốt, đúng không ạ? Không rơi được nữa nha, ví dụ không rơi mạnh được nữa, không có những cái biến động về khối lượng lớn nữa, nhưng mà chúng ta phải chờ và có thể là phải sang tuần sau đấy, chứ phiên thứ sáu phiên thứ hai cũng chưa nói lên được điều gì đâu đấy, phiên thứ sáu phiên thứ hai vẫn tích lũy trong cái vùng này, chúng ta phải tiếp tục chúng ta chờ thêm, đúng không? Đó, những cái biến động cạn kiệt hoặc là trong phiên nó phải có những quá trình là test cung cầu, đúng không? Test những cái lực cung đấy, rồi test lực cầu ở phía dưới. Đó, khi thị trường giảm thì cái lực cầu mua có mạnh hay không đấy, và khả năng giảm sâu có còn hay không. Nếu như test ổn thì chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta sẽ chú ý, chúng ta sẽ cho thị trường gọi là một cái điểm gọi là đạt chuẩn về độ an toàn, khả năng tiềm ẩn một cái sóng mới, thì lúc đó chúng ta sẽ đi tìm lựa chọn cổ phiếu chúng ta đánh. Đúng, muốn lựa chọn, muốn đánh thị trường đánh theo sóng thì thứ nhất phải là đầu tiên tiên quyết là phải thỏa mãn về điều kiện thị trường, tức là thị trường ở trong một xu hướng sideways cũng được hoặc là xu hướng uptrend mạnh càng tốt. Chứ còn thị trường xu hướng gọi là đang ở xu hướng có rủi ro giảm tiếp, giảm tiếp nha, giảm mạnh tiếp thì chó không phải là một cái xu hướng an toàn. Đấy, không biết có giảm hay không nhưng mà chỉ cần có rủi ro thôi, đúng không? Có rủi ro thôi thì chúng ta phải bây giờ chưa ổn, chưa chắc chắn để tham gia cái điều này thì thôi phải chờ. Đừng vội vàng, không phải lúc nào cũng dễ kiếm tiền. Đấy, đang ở giai đoạn khó kiếm tiền thì càng phải cực kỳ thận trọng nha. Đấy, đó là với những anh chị mà chúng ta đã có ví dụ đang có lượng tiền nhiều, đúng không? Đang có sức mua lớn thì cũng chưa vội vàng theo Sơn là vậy. Còn đã kẹp hàng rồi thì chúng ta phải làm sao chúng ta xử lý, đúng không? Để cho cái danh mục của chúng ta nó tốt. Thì như hôm qua Sơn có nói đó là khi mà thị trường phục hồi lên thì chúng ta cứ xem cổ phiếu nào yếu á thì chúng ta ưu tiên chúng ta bán trước cổ phiếu đó đã. Những cổ phiếu phục hồi mạnh thì chúng ta phải giữ thêm. Đấy, đó là một cái góc nha. Ví dụ về chart tuần đó, đó là chart tuần chúng ta thấy là một trong một cái trend line kháng cự này. Đó, ở đây một đỉnh, ở đây một đỉnh, ở đây một đỉnh thì đang hiện tại đang chạm cái đỉnh trên này. Nha, chạm đỉnh trên này, ở đây một đỉnh, bốn đỉnh rồi nha, bốn cái đỉnh này nối với nhau này, đang có một cái kháng cự đấy, trên trên line này đó, và đang đang cái vùng này gọi là cái vùng cản, đúng không ạ? Đó, đang khá rủi ro nha. Và cái hỗ trợ của nó thì nếu mình tính theo rạc tuần thì cái hỗ trợ của nó tận cái vùng tầm khoảng 1250 lần anh chị đấy, nó về cái đường kênh phía dưới này, đúng không? Cũng như là cái đường 1250 đến khoảng tầm 1275, đó là cái đường EMA tuần, EMA 20 tuần đó. Đó. Còn nếu thủng EMA 20 tuần thì xấu không? Rất xấu. Tháng 1 vẫn giữ được EMA 20 tuần nha anh chị. Đó. Còn nếu đóng đến tuần mà có đến một cái tuần nào đó thủng cái đường màu đỏ này rất xấu. Rất xấu luôn nha. Rồi, đó là chạc tuần, rồi chúng ta xem chạc ngày, nó cũng có một cái vấn đề ở đây. Đúng không ạ? Thì Sơn đang thấy là thị trường nó đang có những cái vận động nó khá là rủi ro nếu mà tính theo cái chạc ngày. Chạc ngày thì chúng ta sẽ thấy đấy, về đây là cái đồ thị về giá và đây là cái đồ thị RSI và MACD nha, cho thấy là cái sức mạnh, cái xung lượng tăng giá của thị trường đấy, thì hiện tại là chúng ta đang có xuất hiện một cái phân kỳ âm ở cả RSI và MACD trên khung ngày đó, cho thấy cái sức mạnh thị trường dù đã vượt đỉnh trước ở vùng 1375 này nhưng lên đến đây thì lại là suy yếu nha anh chị, đang lại suy yếu rồi.
Đó, suy yếu rồi, sức mạnh của nó cho bằng cái đỉnh sau nó thấp hơn đỉnh trước này nha. Đó. Anh chị nếu mà đăng ký tham gia trong khách hàng VIP thì Sơn có gửi cái bộ video, chứ còn Sơn cũng không mở khóa học đào tạo anh chị đoạn này gì đâu. Anh chị lo xử lý tài khoản, hoặc là anh chị không có lời đấy, hoặc là nhà đầu tư F0 mới chưa kiếm được tiền từ thị trường thì Sơn cũng không muốn thu phí cái tiền đi học của anh chị gì đâu. Đấy, anh chị muốn nhận cái tư vấn vào room khách hàng để mà có những cái tư vấn để cho anh chị đầu tư hiệu quả đó, thì anh chị Sơn sẽ tặng cho anh chị, tặng miễn phí cái bộ video này, trong đó cũng có những cái nội dung về cái bài phân kỳ này cho anh chị tìm hiểu thêm đó. Và phân kỳ chúng ta đang thấy trên khung ngày nha, MACD rồi, và chúng ta nhìn này cái giai đoạn mà sập thị trường sập đúng không, sau giai đoạn tăng mạnh tháng 1 thì lúc đó không có phân kỳ anh chị, không có phân kỳ nha. Đấy, lúc đó không có phân kỳ đúng không ạ, không có phân kỳ định đó. Không có phân kỳ định nên là thị trường gọi là điều chỉnh để đi lên nha, rất bình thường. Đấy, giảm mạnh để mà tay to họ họ gom hàng, họ đánh nhịp mới thôi. Đấy, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn xa hơn, chúng ta sẽ nhìn đến giai đoạn năm 2018 anh chị. 2018 đó, 2018 thì nó cũng có một cái giai đoạn tháng 4 nó cũng đang có một cái tín hiệu tương tự giai đoạn đó, hiện tại đấy nha, tức là nó đang xuất hiện cái phân kỳ trên khung ngày. Đấy, trước đó thị trường tạo đỉnh 1130, sau đó rũ mạnh xuống đó và tăng tiếp liên tục 2 tháng sau đó nha. Đầu tiên tạo đỉnh tháng 1, cuối tháng 1 này, sau đó là giảm và cuối cùng tăng tiếp đến tận đầu tháng 4, tức là tăng khoảng 2 tháng nữa đúng không? 2 tháng nữa thì lúc đó thị trường lúc đó liên tục là phân kỳ. Đúng không? Đấy, chúng ta thấy là phân kỳ này nha, phân kỳ. Đó. Cả trên khung cả cái chỉ số RSI và MACD, đấy, cả hai luôn. À, nên là bây giờ cũng là rủi ro đúng không ạ? Rồi đấy, nên là trường hợp này chúng ta lưu ý nha, trường hợp thị trường ví dụ thị trường có tích lũy ở đây sau đó đánh vượt đỉnh tiếp, nhưng nếu chúng ta tiếp tục lại xuất hiện một cái phân kỳ nữa, phân kỳ mà càng nhiều lần thì càng càng rủi ro nặng nha anh chị, à, càng rủi ro nặng đó. Ví dụ có tăng đến đây mà sân như như cái đường sân kẻ này để lên đây, lên có được 1450 đi chăng nữa, nhưng mà ở đây là cái động lượng tăng giá nó vẫn yếu, nó tiếp tục nó tạo một cái đỉnh ở đây nữa, và cái đỉnh này là thấp hơn nữa, thì đó là lại rủi ro tiếp, rủi ro lúc đó mà đến khi lúc đó mà thị trường nó có sập thì sập kinh hoàng anh chị, sập kinh hoàng đấy, không đùa được, nó sập như 2018 anh chị. Không biết ở đây là có anh chị nào trải qua giai đoạn 2018 chưa, nhưng mà thấy là bắt đầu là nó xấu xấu đấy, rủi ro đấy. Phân kỳ thì anh chị nếu mà anh chị xem video của Sơn thì sẽ hiểu sâu hơn, tức là nó khả năng là không phải lúc nào có phân kỳ thì sau đó thị trường nó cũng rơi hoặc là cổ phiếu nó cũng rơi đúng không? Đó là có chuyện, đó là cái chỉ số chỉ báo này nó có tính xác suất nha anh chị, trong phân tích kỹ thuật thì mọi thứ đều có tính xác suất đúng không? Nhưng mà đó là một cái để mà chúng ta phải cẩn trọng, chúng ta không khẳng định thị trường nó sẽ rơi như 2018, nhưng mà chúng ta có những cái tín hiệu rủi ro để mà chúng ta phải cẩn trọng, và tại vì tín hiệu rủi ro đó nên là phải quản trị rủi ro tài khoản của chúng ta. Bằng cách là chúng ta sẽ không chưa vội chúng ta đi mua mới, mà chúng ta sẽ là làm sao xử lý cái danh mục của chúng ta đúng không? Cho nó ổn đạt đấy, rồi chúng ta quan sát thị trường tiếp nhé, chia sẻ với anh chị vậy đó. Và nếu mà thị trường bây giờ đó, hiện tại thì chúng ta thấy là chỉ số RSI thì nó có đâm thẳng đâm xuống cái đường màu xanh này rồi nha, đó, xuống đường màu xanh này. MACD thì cái cũng đường đường màu đỏ này cũng cắt xuống rồi nha. Đó, nhìn chung là nó cũng tương đối là nó xấu đấy. Cái 2018 thì chúng ta thấy là giảm xong sau đó là có phục hồi lên, mà cũng phục hồi yếu này. Phục hồi yếu này. Tức là này, này để anh chị theo. Đấy, có phục hồi lên nhưng mà cũng yếu. Đấy, những phiên nó giảm mạnh và sau đó có những phiên phục hồi là nó yếu. Đấy, và nó gọi là sideways đi xuống dần trước khi rơi mạnh tiếp. Đấy, nên là chúng ta thấy là những cái biến động mà gọi là đấy, chưa chắc là thanh khoản thấp là nó tốt đúng không? Thanh khoản thấp phải trong một yếu tố nào đó. Thị trường nó tăng mạnh đúng không? Tăng mạnh đột biến trở lại, sau đó nó tích lũy thanh khoản thấp để nó hấp thụ nguồn cung trong một cái đà tăng mới thì ok. Nhưng nếu thị trường rơi đúng không? Rơi
Đấy, sau đó có gọi là phục hồi. Đấy, nhưng mà phục hồi chưa đủ lớn và lại tích lũy với thanh khoản thấp thì nó cũng còn những cái rủi ro, nó sẽ giảm mạnh tiếp nha. Nó gọi là nghỉ ngơi đấy, tăng rồi nghỉ ngơi, tăng tiếp thì giảm, thì cũng sẽ có lúc nghỉ ngơi để giảm tiếp. Cái là quy luật mà. À, nên là giai đoạn khó kiếm tiền, giai đoạn xác suất 50-50 không rõ ràng thì thôi, chúng ta phải tôn trọng ngày thị trường anh chị. À, đừng có mạo hiểm, và nhất là tiền đấy, đã kiếm được lãi lợi nhuận tốt từ đầu năm rồi thì đoạn này cũng ví dụ là thị trường nó phục hồi lại, sau đó nó tăng tốt chẳng hạn, thì chúng ta vào sau người khác 1-2 phiên cũng không sao, đúng không? Và đôi khi chúng ta sẽ nói là trong chứng khoán á, người mua giá thấp chưa chắc ăn dày bằng người mua giá cao. Tại vì mua giá thấp có khi lên một tí rồi rung lắc là chạy mất rồi, mà người mua giá cao thì lại vào đúng cái giai đoạn mà cổ phiếu nó phi điên loạn, nó tăng điên loạn anh chị. Gần đây là có một cái ví dụ này. Ví dụ sân đánh cổ phiếu SSI này. Đấy, ví dụ nhà đầu tư, nhà đầu tư bắt SSI, bắt SSI ở phiên này đi. Đấy, gọi là bắt đáy nha, bắt đáy mua giá thấp hơn sơ, mua tầm giá 48 đi. Nhưng mà lên đây bị rung lắc này, rung lắc không giữ được này. Có khi giá là 50 là đã bán rồi. Đấy, thấy không ổn rồi, khi bán 50 rồi. Mặc dù ví dụ mua được 48, bắt được 48 này, mà sân không bắt đáy, sân mua phiên này sân chỉ mua đấy, ở giá 51.5. Sân mua 51.5 xong sân nắm giữ. Đấy, sân chờ tăng lên đây đi nghe, sân cũng chưa bán, đến đây nè. Đấy, đến đây tiếp tục tăng tiếp này thì sân bán ở trên này, sân chốt lãi trên này. Đấy, thì cái lợi nhuận của sân là từ đây lên đây cao hơn rất nhiều của nhà đầu tư mua thấp. Mặc dù là sân mua giá tận 51.5, người ta mua giá có 48 rồi. Đấy là một cái ví dụ, nên chứng khoán là nó hay chỗ đó. Chúng ta mua cao thì có khi là chúng ta lại bán được giá cao hơn rất nhiều. Cái người đi bắt đáy thì chưa chắc lãi bằng chúng ta. Lạ lùng chỗ đó. Nha. Không có gì mà phải vội vàng, không là phải lúc nào cũng phải là mua, bán theo, phải theo thị trường hàng ngày. Có những lúc chúng ta phải cần dừng lại để mà chúng ta đấy, tính toán, chúng ta quan sát, chúng ta rình mồi, đúng không? Phải rình mồi nữa chứ. Quan sát xem là có mẫu này mã nào khỏe, chúng ta nhắm dần nha, đưa vào mục tiêu dần, thị trường ổn là chúng ta xuống tiền ngay, mút mạnh ngay đấy. Ok, đó là nội dung Sơn muốn chia sẻ với anh chị ngày hôm nay nha. Góc nhìn của Sơn vào thị trường hiện tại và cái phương pháp đầu tư để mà chúng ta luôn có một cái gọi là cách đầu tư nó an toàn và nó hiệu quả, kiếm được tiền từ thị trường thật sự, chứ không phải lúc nào cũng trong tình trạng mua đuổi bán đuổi, rồi cứ kẹp hàng, rồi cứ đi lo xử lý tài khoản, rồi cứ lỗ, rồi cứ buồn phiền đó, buồn phiền rồi suốt ngày đấy. Và có nhiều anh chị là xem chắc phải xem mười mấy kênh YouTube, rồi xem quá nhiều, xong rồi cứ người này ông A nhận định thế này, bà B nhận định thế kia, rồi loạn theo luôn. Người thì khuyên mua đi, người thì khuyên bán đi, người thì khuyên giữ hàng đi, không biết thế nào luôn. Đầu tư chúng ta cũng mệt đúng không? Tài khoản chúng ta chưa chắc có lãi tốt hay không, nhưng mà cứ mỗi khi thị trường sập thì chúng ta lại phải đi cứu vớt, thì phải nhờ người này người kia là làm sao theo ý kiến các kiểu. Nên cứ bình thản mà chúng ta xử lý nha, bình tĩnh và phải kỷ luật, không có gọi là nay thế này mai thế khác. Nếu mà theo một cái gì đó chúng ta phải theo cho nó đến nơi đến chốn luôn. Phương pháp nào đó, đầu tư dài hạn thì ra dài hạn, ngắn hạn thì ra ngắn hạn. Thị trường không ổn thì chúng ta tạm thời bảo vệ thành quả đó, chờ, không chắc lên hay xuống rồi cứ chờ, thị trường ổn thì sẽ đánh cực mạnh đó. Đến khi thị trường nó ổn thật thì có khi lại không dám mua đó. Không dám mua thì thị trường nó xác nhận rồi, thật sự tốt thì có khi lại lúc đó lại không dám mua, vì cứ nghĩ là mua xong sẽ bị oppo. Nhưng mà giai đoạn mà thị trường nó rủi ro thì có khi lại là mua nhiều, vì niềm tin là sẽ được đánh lên rất mạnh. Thì đôi khi là cứ tâm lý như vậy, lặp đi lặp lại. Ok, cảm ơn các anh chị theo dõi video nha, hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo. Những anh chị mà muốn tham gia về cái
cái room tư vấn đấy, thì lúc nãy Sơn có chia sẻ đấy, nội dung mà Sơn tư vấn như thế nào thì Sơn có chia sẻ hết rồi, thì anh chị cứ cứ tham khảo thôi. Anh chị muốn tham gia thì anh chị có thể là mở tài khoản tại VPS và giao dịch nha, với cái số vốn tối thiểu 100 triệu đấy. Cách thứ hai là anh chị có thể đóng phí nếu mà anh chị đang có tài khoản ở công ty khác, hoặc là anh chị đang có một cái người tư vấn khác mà anh chị cần tham khảo thêm, thì anh chị cứ đóng phí tham gia vào room. Chào đón mọi người. Thì anh chị tham gia ở cái hình thức này thì anh chị sẽ được tặng nha. Đấy. Thời gian thì là hiện tại Sơn không giới hạn. Nhìn chung các bạn thì thị trường khó như thế này thì Sơn cũng chia sẻ với anh chị thôi. Đấy. Không muốn anh chị mất nhiều tiền để làm gì đâu. Không phải là vào room phải mở tài khoản xong rồi giao dịch gì đấy, VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4 gì đó. Anh chị tiền nhiều thì được cái room VIP nhiều hơn. Đấy. Anh chị tiền ít thì ở cái vùng bình thường không tư vấn. Anh chị tiền nhiều thì ở cái room tư vấn đó, không biết là Sơn không biết có hiệu quả hay không, hay là VIP nào nó cũng như VIP nào nhưng mà chia ra để thu tiền anh chị cho nhiều. Đấy, rồi mà vừa thu room VIP rồi chia nhiều room VIP rồi lại là thêm nhiều cái khóa học cho anh chị. Đúng không? Để anh chị là học nhưng mà không biết, cũng không biết là anh chị học xong anh chị có đầu tư có hiệu quả hay không, nên là cũng là thua, cũng là mua đỉnh bán đáy rồi kẹp hàng rồi cũng đấy, tăng rồi hưng phấn mua đuổi rồi giảm cũng hưng cũng sợ hãi bán đuổi đó. Rồi không biết có hiệu quả hay không thì Sơn cũng không rõ, thì Sơn sẽ anh chị tham gia room đồng hành cùng Sơn đấy, thì Sơn tặng cho anh chị cái video để anh chị xem. Thì một số cái kiến thức lúc nãy Sơn có nói đấy thì đều có trong những cái video về khóa học của Sơn trước đó Sơn đã tổ chức. Còn hiện tại thì Sơn cũng không có tổ chức, thì Sơn sẽ gửi cho anh chị để anh chị tham khảo thêm những kiến thức mà Sơn đang áp dụng, gọi là có thể gọi rất là tốt. Anh chị cũng nếu theo dõi video này nhiều thì cũng Sơn chia sẻ anh chị đó, mua bán thế nào Sơn đều đăng lên cho anh chị xem đó, mua cổ phiếu nào bán cổ phiếu nào, lệnh như thế nào Sơn đều post lên và chụp lên cho anh chị xem hết, hành động như thế nào nha. Ok mọi người, có nhu cầu thì anh chị có thể liên hệ Sơn hoặc là trợ lý của Sơn, thì Sơn có để ở dưới cái mô tả của video này đấy. Cảm ơn mọi người nha.